tiền đó. Tiền ảnh chụp luôn mà. Xin chào mời cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Trang Du Lịch và Cuộc Sống Mỹ. Xin chào các bạn. Dạ. Xin chào mời cô chú anh chị và các bạn. Dạ, thì sau khi đám cưới xong á, thì Trang nói cái đám cưới của Trang á là chủ yếu tri ân, cảm ơn tất cả những người thân quen của Trang ở đây và cảm ơn anh chị Năm, bạn bè anh chị Năm. Là Trang có nói là không có nhận tiền, nhận quà gì hết á, chỉ tới ăn buffet, tiệc đơn giản của gia đình Trang để tri ân thôi. Nói rồi, dặn rồi, nhắn tin, gọi điện ai cũng nói vậy á, nhưng mà mọi người không có nghe lời mình gì hết trơn á. Có buồn ghê vậy? Ủa không có buồn. Đúng không mà buồn. Đúng không mà buồn. Dạ, ở đây là Trang bật mí ra cả nhà, dán màn bí mật nha. Đó, không nhận tiền nhận quà mà được nhiêu đây nè cả nhà. Dạ. Bây giờ ha, gia đình Trang sẽ khui quà và những lời chúc mừng của tất cả anh chị em cho gia đình Trang ha. Dạ. Giờ bắt đầu khui nhé cả nhà. Dạ thì Trang khui quà nhưng mà chắc Trang không có đọc tên đâu. Thì nói chung là tiệc của Trang cũng 50-60 người, nhưng mà cũng có một số anh chị thì nghe lời Trang tới chơi thôi. Cũng có một số anh chị thì có quà chút đỉnh thì thôi khỏi đọc tên đi. Khui đó là cái gì hay ha, để cho nó vui thôi. Ok giờ khui đi. Nói nhiều quá. Đây trước tiên là có cái bỏ xong mất hoa. Rớt hoa. Hoa đây. Là hoa giả với lại hoa thiệt. Đây là cái thùng quà. À, khui thùng quà này đầu tiên đi. Có hoa. Cái này hoa thiệt hoa giả gì Trang cũng chưa gần đó. Cùng hai cái khác nha. À, có thiệt có cái giả. Cái này là mới vô là được hai cái gift card $50 cho Lô. Yeah. You can fix house. Ok, bao nhiêu? Chồng Trang. Có quà rồi. Yeah, cảm ơn. Ở đây có cái CVS để coi trong mình có gì. Cái có hai tấm hình rồi ha. Đây. Đây hai tấm hình rửa hình vợ chồng Trang cả nhà. Đây là đang biết là người bạn Việt Nam. How did you get the picture? We will have picture. Oh my god. Chồng Trang rung rồi. Tại sao mọi người có hình vợ chồng Trang mà rửa ra như vậy? Rồi sợ rồi, rung sợ rồi. Rồi gì nhiều nữa. Cái này nãy kẹp hình á. Cái này nãy kẹp hình á. Ôi và đây rất là xinh, rất là đẹp. Cái gì đây? Đây là khung hình. Hình tiếp tục. Nè cả nhà. Hình vợ chồng Trang đám cưới. Cái hình này nằm ngang, cái hình này đứng để Trang làm lại. Cái hình Trang vẫn áo dài nè, cả nhà thấy không? Để đúng hết rồi mà. Đó, hình Trang bằng áo dài với bằng áo đầm. Yeah. Ok, giờ để đọc anh. To Rick and Trang. Ok, cảm ơn. Thôi giờ không đọc luôn. Thôi. Mà nó đọc rồi. Đọc the goal in Để nó kiến hả? Nên chữ viết hơi bài bướm á. Bây giờ mình đọc không được. Với chữ đẹp hoa văn. Mở lên rồi mà. Thôi để cho đọc. The goal in marriage is not to think alike, but think together. Quote from Robert C. Dodd. Rick, you are a lucky man. I know. Cái thẻ nó là cái câu nói của ông Robert C. Dodd. Mục tiêu trong hôn nhân không phải là suy nghĩ giống nhau, mà là suy nghĩ cùng nhau. Cha là một người rất là may mắn. Yeah, cảm ơn. Dạ, mọi người nói Trang rất là may mắn. Nhưng mà nhiều người thì nói chồng Trang là may mắn hơn. Nói chung cả hai cùng may mắn. Rồi, đây là cái chai gì đây không? Nhiều quà quá trời, quên một thùng này quá trời quà luôn nè. Cái này là sour and gel, bath and body work.
Oh my god, tặng nhiều quá trời luôn. Bên đây nữa nè, vui ra cho mẹ coi. Còn có gì nữa không? Thùng quà wow, quá trời đầy nhóc đi. Không có gì. Cái này là đồ bath and body work nữa. Cái này là body cream. Để qua bên kia đi. Đó, thùng quà này để là của kia. Gia đình okay, gia đình bốn người bốn bạn. Trang cảm ơn chủ thùng quà nha. Rồi, bắt đầu tới cái khác đi. Con hết chưa? Con hết rồi. Dạ, đây quá trời luôn. Đây một thùng quà nữa. Bông màu tím. Sao? Ai biết mẹ thích màu tím đó hả? À, thấy trên YouTube mẹ toàn màu tím đó. Dạ, đây là cái hộp. À, cái hộp, hộp gì đây? Đây, kéo qua, đang kéo qua. Có một cái này nữa hả? Mới đó. Không được rồi. Chồng ra hỏi cái gì vậy? Ok, gửi ra. Cần cái này là quà. Cần dao. Sao không cần dao? Ô. Ô, đẹp quá. Cặp tiên nga. Ủa? Ủa, wow, có tên trên nó. Cặp tiên nga nè cả nhà. Đẹp quá trời đẹp luôn. Cẩn thận để đồng bể. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Trong đây là một cái thẻ nói. Cái thiệp. More moments you will never forget. Derek and Trang. More moments you will never forget. Sẽ có nhiều ký nhớ bạn không có quên được. Và nhiều này kia kia nọ. Rồi, nhưng mà chúc tốt đẹp đi. Và nhiều tình yêu. Dạ. Dạ, khó dịch quá. Rồi, cái này một phần quà nữa. Một phần quà nữa. Cái này là đồ, hình như là đồ của phụ nữ rồi. Trời, phần quà này không có thấy tên. Nói chung là anh chị em tình yêu thương, mến thương rất là nhiều. Dạ, cái chai nước hoa. Ngửi mà ngửi ngoài. Thôi, xịt ra chai ngọt rồi chai bỏ chạy. Anh có chịu ngồi lắm. Rồi, đem một phần quà nữa. Hey, you smell. Phần quà này nói chung của anh chị em. Cái này là đồ tên. Cái này là đồ để chồng đang mở thử. Rồi, ok. Rồi, ở đây một phần quà nữa. Đây, nước hoa nữa. Dạ, mùi nước hoa thơm cả nhà. thơm. Đây nước hoa nữa, này còn nguyên. We smell a lady now. Yeah, ok, rồi tiếp tục. Đây, mẹ mùi nước hoa nữa. Hả? Mẹ mùi nước hoa hả? Cái đó là quán nước hoa. Này nước hoa, chứ con nói gì? Không phải nước hoa hả? Cái kia là nước hoa. Chỗ này, ủa tưởng nước hoa. Đi chồng đang coi. Bây giờ mình cua này nữa đi. It's in French. Đây, đi coi. Có cái hộp này lắm đây. Wow. Hộp to rồi. Hình như này là hình được không? Hình hả? Yes. Perfume, you can open. Nước hoa. Đây, một phần quà này. Đây nè. Ra nữa ra. Hình á. Cái gì đây. Tiếp tục. Hình nữa. Khung hình. À, cái khung hình. Bên xe. Chồng đang đọc không? Trời ơi, tại sao? Chồng đang cưới cái cô nàng này. Is that who I'm married? Yeah. Yeah. I'm married her? Okay, yeah. Oh, wow. Look at this. Rồi, cái này những lời chúc tốt đẹp. Dạ, cái này là món quà có cái tên và Mr. and Mrs. Yeah, Mr. and Mrs. Yeah. Rồi, để qua bên đây. Tiếp tục là gì nữa? Tiếp theo. Cái bịch hơi bị rách tại vì hổng lên đồ gì đó. Bị rách này. Đưa lên hả? Oh wow. Khung ngắn luôn tượng. Rồi, cái khung này để gắn lên tường, trang trí nhà cho đẹp phải không? Đó. Ủa, không phải. Để dưới đất xây gì nè. À, đó. Cái
cái này là để dưới bàn ăn, xay để thức ăn để gấp. Rồi dây vòng vòng mỗi người lấy, mỗi người lấy gì lấy. Tưởng đâu cái rồi còn cái gì nữa? Mr. Business nữa. Đó, cái gì đó. Cái hộp này có cái bao nữa nhưng mà nó hơi bị gạch đấy. Thiên tầm năm quá đó trời. Đây là chúc wishing you two a lot of love and a lifetime of happiness. Là hai người nhiều may mắn và một mãi mãi Rồi. Vui vẻ Hai xin phép đọc tên cái phần quà này đi. Cũng hơi đặc biệt. Đây là anh Xuân. Làm chung với con gái Trang thì anh cũng thương con Trang như con ruột vậy đó. Nói tới tình cảm cái hay xúc động cái nhà. Anh ấy đừng, ta đang làm chung. Anh ấy thương con, anh Xuân thương con Trang như là con gái ruột vậy đó. Thì có đồ ăn rồi hay cho con của Trang thì Trang nói là con mời chú tới tiệc của mẹ. Nó tới tiệc của mẹ để mẹ trả ơn mà mẹ đãi, đừng có đi tiền đi hoài gì hết, để mẹ cái tiệc cưới này nói chung là để mang ơn trả ơn những người thân thiết. Mà bây giờ á anh Xuân bận chăm sóc mẹ già không có đi được mà lại gửi quà nợ chồng nợ cả nhà ơi. Anh Xuân ơi, em nợ anh nhiều quá rồi, lo cho con em như con rồi, cho nó đồ ăn tùm lum mà em trả ơn không được, bây giờ nợ thêm nợ nữa nè. Anh Xuân tặng cho hai cái ly, hai chồng uống cà phê, chồng em không biết có cà phê. Hai đôi giớ trắng đen, giớ này giớ vợ, giớ này giớ chồng. Dạ. Dạ cái này là gì, cục xà bông hả? Cục xà bông. Còn này gì? Look, I was your boyfriend. Dạ. Then I was your fiance. Scratch out. Now I'm husband. Yeah. Là trước đó là người bạn trai, xong cái người gần cưới, xong cái người chồng. Yeah. You were girlfriend, you were fiance, now you're the old woman. Yeah. Thôi đâu, hey, dịch bậy mà là cái tao biết tiếng Anh vậy đó. Right. Cái này là cái gì đó? Đây là cái này là candle. Ủa, có này cái gì nữa? Ủa? Cái này là đèn cầy. Oh look. It's toxic. No. Còn cái này, hai cái cục này là để vô bồn tắm để mà tắm á cả nhà. Yeah, you put it in there. And I don't hear it no more. Oh. Không nói tay hả? I think it's too good. Rồi, cảm ơn anh Sơn, hẹn hôm nào gặp lại nợ chồng nợ với anh rồi. Nhân đây Trang cũng xin cảm ơn anh Thomas đã giúp đỡ bé Thư trong công việc rất là nhiều, rồi cũng không tới dự tiệc cưới mà anh Xuân với anh Thomas gửi quà cho Trang. Trang chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại hai anh ở một dịp khác nha. Rồi con à, còn cái này hộp con. Cái này. Con. Mỗi bỏ trang trí. Hộp đồ của Râm quà tặng cái đó để khui một phần quà của Râm đến nè. Hộp này bự lắm nè. Rồi cái hộp này là của em ở ra đây. Chắc bỏ trứng vô đường nữa. Cái gì vậy? Cái giấy.
giấy. Rồi một cái nồi nữa, thứ ba, một cái chảo thứ tư. Cái này để bỏ trứng ngay giữa. Rồi cái này giá. Giá. Rồi một cái chảo thứ năm. Rồi. Rồi. Bắt đầu nhé. Chồng đang mệt rồi, bây giờ có được con vợ mới thì bưng chạy cả nhà. Họ không không chịu ở đây nữa, ok. Ok, go. Ok, ôm con vợ mới đi rồi. Yeah. Rồi bây giờ ở đây làm ôi, cái ôi, này. Ôi, ôi, ôi. Ở đây là một số phong bì nữa. Trời ơi, hy vọng là thiệt thôi nha. Ai? Ôi. Hả? Mày cho cô ép nè. Oh my god. Thiệp là như cái gì? À ha. Chúc. Thiệp mà có tiền nữa cả nhà ơi. Chúc vợ chồng. Ồ. Chúc vợ chồng Trang hạnh phúc mãi mãi. Yeah. Wish you a merry. Ở đây cũng chúc mừng ngày hạnh phúc. Đây gì đây? Trời ơi, một cái thẻ tiền tiền nữa. 100 đô. Trời ơi, mắc nợ quá đi. Rít Trang nữa nè. Trang đợi nữa. À, cái thiệp này thì chúc mừng. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Cái này chúc mừng vậy thôi. Ok, chúc mừng vậy. Mình bỏ vô đi. Dạ. Rồi cái thiệp này nữa. Thiệp gì đây? Rồi cái thiệp chúc mừng. Đây, chúc mừng gì đây? Chúc mừng mà có cái thiệp nhỏ nó. Ô, đẹp quá, đẹp quá. Vietnamese. Ồ, nhìn cái giống đưa mà cô tướng rồi, cha mê rồi, cha mê con cô gái Việt Nam rồi. Rồi một cái thẻ nữa nè nha. Một cái thẻ mua hàng. Bốn rồi, that's for me. Ok, ô cho rồi thẻ mua hàng. Rồi. Đây. Bye bye. You. For work. Rồi ở đây thiệt nữa. Con được coi. Rồi, tiền nữa. Tiền nữa chồng ơi. Rồi, cho biết ai rồi, cảm ơn nhiều lắm luôn. Mắc nợ nè, Trang nói không mấy kia là cheese 100. Cái này là... Dạ, 100 luôn. Rồi, cái tiền nữa nè. Để đang nhớ được cái ai, trời ơi. Thôi, là hơn. Oh my god, tiền nữa. Oh my god. Trời đất ơi. Cảm ơn, cảm ơn. Anh lấy tiền hết rồi đó. Don't put it back in there, we'll forget. Chồng đang nói đừng có bỏ ngược trở lại, bị quên. Chết chị. Nãy giờ đụng bà đó. Sao cái miệng nó cứng vậy? Nó chặt lắm. Đây, đây tiệc nữa nè, chúc mừng nữa. Chúc mừng, ok. Rồi, tiền nữa nè. Rồi, tiền ảnh chụp luôn rồi. Thẻ đẹp dạ, vậy xong hết rồi. Thì Trang dừng nít vậy cả nhà. Thấy tiền chóng mặt đây. Dạ thì cái tiệc cưới của Trang là tri ân trả ơn thì cũng có một số anh chị em thì tới chơi với Trang không thì Trang đỡ mắc nợ, còn một số anh chị em thì vẫn gửi tiếp quà thì Trang nợ chồng nợ, thì cũng có một số có số không nên Trang xin phép là không có đọc tên được, thì tên của mọi người thì Trang sẽ nhớ trong lòng, rồi anh chị em nào coi clip thì biết là quà của mình đã đến Trang nhận và cảm ơn với cả một tấm lòng. Rồi nói chung là nợ chồng nợ. Tiếp tục nợ tiếp anh chị nữa. Thì có dịp mình sẽ gặp gỡ sau ở ngoài ha. Thì bây giờ gia đình Trang rất là cảm động, rất là vui khi cái đám cưới của Trang đã hoàn tất, do hai con tìm kiếm rồi tạo cái đám cưới cho cha mẹ. Rồi ông bà cô chú anh chị khen hai con Trang rất là nhiều, và đến Mỹ 4 năm mà con Trang cũng lanh lợi, cũng phát triển tiếng Anh rất là tốt. Thì hy vọng bé Rum rất là thành đạt ở nước Mỹ, thì ông bà cô chú cũng ngày nhìn thấy Rum các hoạt động lớn hơn, lớn lên như thế nào.
nói chung bước đầu luôn cũng có thành công ở trường, được mọi người biết tới rất là nhiều, cũng có những cái hoạt động của trường. Trung làm gì trường, kể ông bà cô chú nghe. Con là người chụp ảnh cho trường, quay phim đồ và chỉnh sửa, gọi là public affairs cho quân đội. Quân đội trường. Rồi xong cái là trưởng nhóm gì đó. Dạ, trưởng của cái nhóm tập đi bộ. Đi bước. Trưởng nhóm của các bé tập đi nghi thức quân đội ở trong trường cho các cái nhóm nhỏ tiếp lên đó cả nhà. Dạ. Thì nói chung là cũng khá tốt. Trang cũng rất là mừng, đó là phúc phần trời ban cho gia đình Trang ở trên nước Mỹ này. Dạ, cảm ơn ekip của Grad City đã giúp đỡ gia đình con làm được cái đám cưới này. Dạ rồi, quên nữa, bữa Trang nói cái clip là Trang sẽ cảm ơn cái nhà hàng Grab City, chủ nhà hàng và các anh chị em dàn nhạc ra. Nhưng mà cái lúc trên sân khấu thì Trang sơ sức rằng lại bỏ quên cảm ơn. Mà Trang luôn luôn có cảm ơn trong cái clip này thì Trang không có bỏ quên được. Nhưng mà tại cái sân khấu thì quên đó, một thiếu sót đó là một cái lỗi rất lớn của Trang. Thì nhân đây chị xin lỗi Yến, xin lỗi tất cả các ekip của nhà hàng. Thì Trang xin cảm ơn cái nhà hàng đã tạo cho Trang cái cơ hội, đã giúp Trang được cái buổi lễ thành công tốt đẹp. Thì chân thành cảm ơn em Yến cũng như ban nhạc cũng như các em phục vụ quán rồi đầu bếp. Trang cảm ơn một lần nữa. Dạ, đám cưới đã xong rồi, cô quà đã xong rồi, cũng rất là vui. Trang cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn xem cái hạnh phúc nho nhỏ của gia đình Trang. Thì con gái thì ở riêng rồi nên không có trong cái clip này cô quà, thì con gái coi sau. Thì Trang cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn yêu thương gia đình nhỏ của Trang rất là nhiều. Nhớ chia sẻ, nếu mà kênh của Trang dễ thương, chia sẻ để mọi người biết tới, để mà giải trí, để tìm hiểu thêm về nước Mỹ. Trang xin chào tạm biệt. Rồi Trân chào tạm biệt bà đi con. Dạ, tạm biệt con bà cô chú anh chị, giờ bị nợ rồi á. Bị nợ rồi. Rồi anh đi chào tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn, come on. Cảm ơn, hẹn gặp lại sau. Hẹn gặp lại sau. Dạ, bye bye. Nhớ ấn chuông nhận thông báo video mới nha anh nha. Dạ, Trang cảm ơn.